Khang là Khang thì Khang không biết là bạn đó đã dùng chưa, Khang không biết là bạn đã dùng chưa, nhưng mà bạn đánh giá là dở. Thì ngày hôm nay Khang cũng nhân tiện đây, Khang cũng muốn gửi tặng cho các bạn muốn sử dụng qua và để đánh giá nó một cách thiết thực hơn. Ủa, bối quá các bạn ơi, việc cuối năm nhiều quá rồi, quá trời việc rồi, thông tin đồ tùm lum hết, công việc nhiều, mà hiện tại bây giờ nó cũng có cái tình trạng mà dịch nó đang bùng phát nữa, đã mệt rồi, quán xá, nhà hàng, rồi gia đình, bây giờ mình ra đại lý mình hỏi mấy nhân viên đại lý, nó lại có những cái thông tin mà làm cho mình lại mệt thêm. Ngày hôm nay người Khang muốn làm một cái vlog để chia sẻ với tất cả các bạn. Mới hôm qua có một bạn khách hàng tới mua sản phẩm, thì bạn dùng cái Isofix rất là nhiều lần rồi nên bạn quen dùng sản phẩm Isofix, nhưng mà thật sự bây giờ cái dòng sản phẩm Isofix bán hết hàng chạy, và hiện tại là cũng do cái tình hình dịch của thế giới nên là hàng đâu hàng hàng về nó hơi chậm. Thì nhân viên có tư vấn cho bạn đó, nhưng mà bạn đó Khang là Khang thì Khang không biết là bạn đó đã dùng chưa, Khang không biết là bạn đã dùng chưa, nhưng mà bạn đánh giá là dở. Hay sau đó thì ngày hôm nay Khang muốn làm một cái vlog để so sánh hai cái sản phẩm đó một cách thiết thực nhất, và Khang sẽ khui nó Khang đánh giá cùng với lại một người em cũng là nhân viên của Khang, có rất nhiều năm kinh nghiệm trong cái thực phẩm bổ sung này. Bây giờ Khang sẽ gọi bạn đó vào. Em ơi, Trí, vô đây. Đấy, bây giờ anh muốn em với anh cùng chia sẻ để mổ xẻ cái vì sao khách hàng đang sử dụng sản phẩm Isofix mà không gọi là không đủ tự tin khi dùng insulin. Thì ngày hôm nay anh với em sẽ mổ xẻ cho nó rõ ra để những bạn chưa bao giờ sử dụng insulin sẽ hiểu rõ về nó hơn nha. Nói chung là mình sẽ so sánh nó. Thì giá thành thì anh nhớ hôm nay là nó cao hơn Isofix sao em mà. Dạ nó chỉ cao hơn cao hơn mà đây là cao mấy chục ngàn hả? Dạ, cao hơn mấy chục ngàn, đúng dạ. Rồi nhưng mà cái nó lại dùng là dùng là dùng liều, nó được 73 liều. Dạ 73 liều thì còn nó Isofix đợi là Isofix là được 70 liều thôi. Đó là Dạ. về về liều dùng, về giá đây, đó là một cái đi. Rồi tiếp theo là chất lượng, cái protein của thằng insulin nó nhiều hơn hay là ít hơn em hả? Vậy là ngang nhau anh. Ngang nhau luôn, Dạ, 25 nhưng gram mà đúng không? dạ đúng rồi, nhưng mà cái chất lượng của insulin đó thì cái chất lượng và cái thành phần whey nó rất khác biệt. Nó hơn ở thằng Isofix rất nhiều anh. Thằng Isofix thì nó chỉ là whey isolate thôi. Còn insulin đó nó là hydrolyzed luôn. Nó họ sẽ hỗ trợ anh hấp thu nhanh hơn nè. Tiêu hóa dễ dàng hơn và đi vào cơ nhanh hơn, giúp cơ anh phát triển tốt hơn. Nhưng mà vì sao khách hàng lại 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 đánh giá nó là dở? Dạ vì cũng do một phần khách quan anh. Tức là cái sản phẩm này là về sau Isofix nên là khách hàng đã dùng quen Isofix rồi nên là họ cũng muốn mua cái sản phẩm cũ thôi, họ cũng chưa có muốn trải nghiệm những cái sản phẩm mới. Rồi rồi còn cái điểm nào đặc biệt để cho gọi là cái Isofix nó lại bán chạy hàng vậy, em nói nghe, nó phải có lý do chứ, Isofix vì sao người ta lại mua hàng như vậy? Thứ nhất nó mạnh hơn cái insulin, không phải là một phần là do cái chất lượng, mà thứ nhất là nó về trước này. Về trước nó được sự chào đón của khách hàng BBT sớm rồi. Dạ. Rồi cùng đó là những cái chương trình khuyến mãi lúc trước của Isofix rồi. Dạ, rất là tốt. Nhưng Isolin cũng hiện tại đang trợ giá, thật sự cái giá rất là cao, nhưng mà trợ giá chỉ còn một số ít ít thôi các bạn ha, một số ít rồi đó. Đối với vấn đề giá thì theo anh biết á, thì thật sự mà nói á, thì insulin á, thì anh không có quan trọng cái vấn đề gì cả, nhưng mà insulin hiện tại về đại lý của mình á, thì bán cũng rất là ok, bán rất là chạy luôn, nhưng mà do cái sự đánh giá đó làm anh không biết là có khách quan hay không. Thì bây giờ em nói cho anh một cách gọi là trung lập nhất về cái thế mạnh của insulin để cho khách hàng biết rõ hơn nữa. Dạ, cái thế mạnh của insulin hiện tại thì các dòng whey hydrolyzed thị trường giá rất là cao, nó sẽ dao động từ 1,7 triệu và 1,8 triệu đổ lên. Nhưng về phần Isolin thì nó là một sản phẩm mới nên được công ty BBT trợ giá. Rồi cái tiếp theo là cái dòng whey của nó là dòng whey Hydrolyte, nó đặc biệt hơn Isofix là về cái chất lượng whey. Dòng này thì nó hỗ trợ mình hấp thu nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nên cái dòng protein này nó sẽ được chào đón hơn là những cái dòng whey cũ như lúc trước là Isolate. Rồi, ok, đó là về công nghệ.
đó là biết dạ, thật sự ra anh nói thì nếu mà giá thành nếu nó mà kêu cao hơn thì cũng phải đúng ra thì nó sẽ bằng hoặc là thấp hơn một tí đó. Dạ, đúng rồi. Nếu mà chia về liều dùng 73 liều mà 1680 1.650 mà chia cho 73 thì tính ra là một liều của nó là có bao nhiêu ta? 23.000 thôi. 23.000. Vậy tính ra nó rẻ. Rẻ mà lại được sử dụng một cái sản phẩm chất lượng của Hydrolife. Dạ, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời đúng không? Thiết thực hơn. Đó là một chương trình của vlog của Khang thì Khang sẽ đặt họp và Khang sẽ review cái sản phẩm này một cách thực tế nhất. Và cái chương trình các bạn biết rồi nữa, như Khang đã giới thiệu với các bạn ở những cái vlog đầu tiên thì sản phẩm Isolin là sản phẩm thứ hai Khang sẽ bắt lại cho các bạn. Khang sẽ bắt lại cho các bạn giá tốt nhất, ưu đãi nhất dành cho fan của đại lý. Ngoài ra những bạn nào theo Khang biết á, những bạn nào có thể là đánh giá cái sản phẩm này một cách khách quan chưa khi nào sử dụng thì ngày hôm nay Khang cũng nhân tiện đây, Khang cũng muốn gửi tặng cho các bạn muốn sử dụng qua và để đánh giá nó một cách thiết thực hơn thì sẽ có những gói sample của Isolin. Trước khi bạn xuống tiền mua nó thì các bạn có thể dùng những sản phẩm quen thuộc của các bạn và Khang đại lý Sam Supplement sẽ tặng cho các bạn những gói sample của Isolin. Đây là một sản phẩm nguyên nha, nguyên si đây, tem nhãn đầy đủ, tem giống hàng giả còn nha các bạn nha, còn tem giống hàng giả là đại lý của Sam đây, tem của Sam đó, tem của Sam đây, tem DVD, tem DVD đấy, rồi tem điện tử xác thực sản phẩm, cào để lấy số có đầy đủ cho bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ bóc tem nha, bạn nha. Ok. Siêu cực kỳ chắc chắn nha các bạn. Quá ok đúng không em? Quá ok luôn em. Đây, tem dạng rất là ok. Sau khi Khang khui ra thì Khang sẽ đỡ lại cho các fan của Khang nên là Khang sẽ khui cẩn thận. Khang không dám khui giống như là những sản phẩm của Khang, vì tính Khang là Khang hồi xưa là tọc này bạn ơi. Khang chọn cho mặt khui. Nhưng mà vì bây giờ á là những sản phẩm này là Khang để đưa dành cho những fan của đại lý nên là Khang sẽ khui nó một cách rất là cẩn thận. Mình vui xong mình đỡ lại trong một cái nắp này. Thì ngày hôm nay Khang cũng nhân tiện đây, Khang cũng muốn gửi tặng cho các bạn muốn sử dụng qua và để đánh giá nó một cách thiết thực hơn. Không, rất không. Rồi. Các bạn thấy không? Phải kỹ càng hơn là bị rách. Mình giữ nguyên là cho các thanh Khang như đó, giữ nguyên đó, đó sẽ đưa vào đâu. Đấy, các bạn kỹ chưa? Cực kỳ kỹ các bạn nha. Đó, cực kỳ kỹ luôn. Và bây giờ bắt đầu Khang sẽ pha một liều, chỉ một liều cho các bạn ăn. Các bạn xem vlog nên nhớ Khang không có ăn gian đâu, Khang chỉ pha một liều thôi, một liều một nha. Và Khang sẽ đẩy lại và sản phẩm này sẽ dành cho các bạn. Ok, đây bỏ vào một liều duy nhất. Rồi, kỹ càng để dành cho fan của đại lý. Muốn phân tích và đánh giá, chỉ có một điều duy nhất thôi là phải sử dụng nó. Không qua những bản thành phần và cũng không qua sự truyền miệng là hoặc là lắng nghe ai nói đánh giá mà ta là trung lập. Ok. Em lấy cái ly để em cùng sử dụng. Chứ đúng ra nếu mà các fan mà đang xem mà cho Khang dùng 2 liều thì Khang sẽ cứu 2 liều rồi, nhưng mà đang muốn đỡ lại cho các bạn. Khang muốn đỡ lại cho các bạn đúng 72 liều là Khang dùng đúng 1 liều thôi. Đây thì Khang sẽ uống chung với lại nhân viên đi. Ok. Mời camera nha. Thôi camera ra đi. Camera nha. Camera ra đi cái gì à? Nếu em mà tạo cái ảo nữa lên là fan cứng đi. Em sử dụng đó nha. Ok, mời các bạn nha. Thật sự hoàn toàn rất nhanh ơi. Cũng không có một tí gì gọn gọn cả. Chỉ có hai online nó mới tạo ra được cái độ mịn như vậy được. Vị rất là thơm. Nhiều khi mình nói quá thì mọi người lại nghĩ mình là tâm bọc thực phẩm, nhưng mà đó thực tế là
Bọn và mình có một đánh giá như thế này ha. Mình thấy Isolin nó sẽ không nó sẽ vừa uống hơn là Isofix. Mình thấy Isofix khá là ngọt, với Isolin thấy vị rất là vừa, rất là dịu, cũng rất là thơm cho các bạn ha. Không, theo anh thì cái vị đó thì về ngọt hay là về lạc á, thì cái đó thì cái đó cũng không phải là cái gọi là cái điểm quan trọng. Vì tùy theo đối tượng, tùy theo đối tượng thôi, là em thích uống ngọt ăn hơn, thích uống nhạt hơn, nên cái vị đó, cái độ ngọt đó thì nó cũng không phải đánh giá cả. Nhưng đánh giá cho đầu là cái chung, nhưng mà thực tế anh cảm nhận đối với cái nhân của điểm của anh, cái vị có thể là một điều chỉnh lượng nước được, nhưng ở đây Isolin anh cảm nhận được cái độ hòa tan của nó cực kỳ tốt đó là quan điểm của anh. Tốt. Uống vào nó rất là trơn trong cái miệng của anh. Nó có một cái màng bọt khi mình lắc lại. Theo lại các bạn uống chúng ta đi chưa? Đó, như thế nào thì cái thì Isolin nó như vậy đó. Nó tạo cái màng bọt. Chỉ có quay thực thiết, chỉ có quay thực thiết nó mới được như vậy. Chỉ có quay thực thiết. Ok, thì sau khi giới thiệu về sản phẩm, về mùi vị, về chất lượng và sự độ hòa tan của sản phẩm, về cái một độ mịn của tất cả mọi thứ, hay là show up cho tất cả các bạn biết được cái điều đó. Và bây giờ cái chương trình gọi là chương trình hàng tuần và chương trình của mỗi vlog là bán lại những sản phẩm cho các bạn fan hâm mộ, thì các bạn nên nhớ theo dõi vlog và nhớ comment sớm để được nói nha. Ưu tiên những bạn nào comment sớm nhất và nhanh nhất để được sở hữu bộ quay Isolin 72 liều dùng của đại lý Sam Supplement. Và các bạn nên comment tiếp theo muốn sử dụng sản phẩm nào cho các bạn, và các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn hãy comment nhiều lên, thì Khang sẽ lấy cái số lượng comment nhiều nhất để Khang làm một lần tiếp theo. Khang gửi lại những vị trí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.